Cô chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với chương trình Dạy học trên truyền hình. Hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt lớp 2. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Hải Hà và cô là giáo viên dạy lớp 2. Chủ điểm mà cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đó là chủ điểm Mỗi người một vẻ của tuần 4. Các em thân mến, để giờ học đạt được hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 2, bộ Chân trời sáng tạo, bút chì, thước kẻ. Các em cũng cần lưu ý, không ngồi quá gần màn hình, ngồi học ở nơi có đầy đủ ánh sáng, tập trung nghe cô giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay nhé. Các em đã sẵn sàng vào bài học chưa nào? Các em biết không, em gái của cô tên là Nam. Trước đây, em thường phụng phịu với bố mẹ. Con là con gái, nhưng tại sao lại có tên là Nam? Mọi người khi đọc tên con thường tưởng con là con trai, còn thích có một cái tên nữ tính hơn. Thế còn em thì sao? Em hãy cho cô biết tên của em là gì? Và ai đã đặt tên cho em? Em có thích cái tên của mình không nè? Các em ạ, tên của mỗi người đều có ý nghĩa riêng, gửi gắm những điều đẹp đẽ mà mẹ cha mong ước cho em. Ban đầu, em của cô không thích cái tên của em ấy chút nào. Nhưng từ khi đọc bài thơ Những cái tên của tác giả Tân Hưng, em ấy luôn tự tin, tự hào khi tự giới thiệu tên của mình với mọi người. Em hãy quan sát tranh và nói cho cô biết, em đoán bài thơ này nói về điều gì mà có thể thay đổi suy nghĩ của em gái cô vậy? Mỗi bạn hẳn là sẽ có một phán đoán riêng về bức tranh vẽ hai bố mẹ đang cười, hạnh phúc, bế em bé sơ sinh và chào đón em bé với cái tên là Hiền Thảo. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất là luyện đọc, tiếp theo là tìm hiểu bài và cuối cùng là luyện đọc lại. Bây giờ, cô và các em cùng nhau luyện đọc. Các em hãy mở sách ra trang 34, lắng nghe cô đọc. Các em có thể dùng bút chì vạch nhịp ở những nơi cô ngắt nghỉ. Hãy xem bài thơ có mấy khổ, đồng thời tìm những từ ngữ em cảm thấy khó đọc nhé. Những cái tên. Nào Minh Nguyệt, Hiền Thảo. Nào Tuấn Dũng, Phương Mai. Lớp mình bao nhiêu bạn, là bấy nhiêu tên hay. Em còn trong bụng mẹ, cha đã lo đặt tên. Bao nhiêu điều đẹp đẽ, mẹ cha ước cho em. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp. Như viên ngọc vô hình, tên không rơi, không mất. Cái tên cha mẹ đặt, suốt đời đi cùng em, nhắc em làm người tốt. Tên đẹp càng đẹp thêm, Tân Hưng. Các em vừa lắng nghe cô đọc bài thơ Những cái tên. Trong khi theo dõi cô đọc và đọc thầm bài thơ, chắc hẳn các em đã xác định được bài thơ gồm có 4 khổ thơ và mỗi khổ thơ gồm 4 câu thơ, 5 chữ. Chắc hẳn các em cũng đã tìm ra được những từ khó đọc rồi, phải không nào? Chúng ta cần lưu ý khi đọc một số từ sau. Đầu tiên là từ Minh Nguyệt. Các em lưu ý vần uyết trong tiếng Nguyệt. Tiếp theo là từ Bao Nhiêu. Các em lưu ý vần yêu trong tiếng Nhiêu. Và cuối cùng là từ ước. Các em lưu ý, đọc phân biệt phần ước có âm cuối là âm cờ. Chúng ta cùng đọc theo cô nào. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Bao nhiêu, bao nhiêu. Ước, ước. Các em thân mến, bên cạnh việc đọc đúng, chúng ta cũng cần lưu ý cách ngắt nhịp của bài thơ này nhé. Trên màn hình, cô có các câu thơ.
Hãy lắng nghe cô đọc và tìm những chỗ cô ngắt nhịp nhé. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp, suốt đời đi cùng em, tên đẹp càng đẹp thêm. Bây giờ, chúng ta hãy theo dõi gợi ý ngắt nhịp. Lắng nghe và cùng đọc theo cô nào. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp, suốt đời đi cùng em, tên đẹp càng đẹp thêm. Như các em đã tìm hiểu, bài thơ Những cái tên gồm có 4 khổ thơ. Bây giờ các em hãy chọn một khổ thơ để luyện đọc. Các em cần đọc đúng, giọng đọc to rõ và ngắt nhịp hợp lý nhé. Bạn nào đã tự tin có thể đọc lại toàn bài thơ Những cái tên rồi? Các em hãy đọc cho người thân của mình nghe để được mọi người nhận xét và góp ý nhé. Cô tin rằng điều đó sẽ giúp các em tiến bộ hơn và có giọng đọc ngày càng hay hơn đó. Các em thân mến, muốn đọc hay và lưu loát một bài thơ thì chúng ta phải hiểu nội dung của bài thơ đó. Vì thế, bây giờ chúng ta cùng đến với phần tìm hiểu bài. Các em hãy đọc thầm lại toàn bài thơ một lần nào. Sau khi luyện đọc xong, các em ơi, hãy cho cô biết, khi đặt tên, cha mẹ ao ước điều gì cho con? A. Cha mẹ ao ước con mau sinh ra. Hay B. Cha mẹ ao ước bao điều đẹp đẽ. Hay C. Cha mẹ ao ước cho con có tên đẹp. Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em đọc thầm lại khổ thơ thứ hai. Em ạ, dựa vào hai câu thơ bao nhiêu điều đẹp đẽ mẹ cha ước cho em, chúng ta đã có câu trả lời rồi phải không nào? Đáp án đúng là câu B. Khi đặt tên, cha mẹ ao ước cho con bao nhiêu điều đẹp đẽ đấy các em. Các em ạ, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cha mẹ luôn muốn dành những điều đẹp đẽ tuyệt vời nhất cho em, suy nghĩ để chọn ra cái tên ý nghĩa nhất dành cho con của mình. Điều đó cho thấy được tình cảm mà cha mẹ dành cho con là rất nhiều. Vậy, tên em có ý nghĩa như thế nào? Em hãy khám phá để hiểu thêm về ý nghĩa của tên mình nhé. Các em ạ, tên ai cũng mang nhiều ý nghĩa, vì thế nó rất đáng quý. Em có biết dòng thơ nào trong khổ 3 cho thấy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy đọc thầm lại khổ 3 nhé. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp, như viên ngọc vô hình, tên không rơi, không mất. Hẳn là sau khi đọc khổ thơ, em đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này rồi, phải không nào? Dòng thơ như viên ngọc vô hình trong khổ 3 cho thấy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý đó các em. Thế em có biết vô hình nghĩa là gì không? Hẳn là một số bạn hiểu được nghĩa của từ này phải không nào? Vô hình là không có hình thể và không nhìn thấy được. Các em ạ,
Tác giả Tinh Hưng đã so sánh tên của mỗi người chúng ta đều quý như viên ngọc. Viên ngọc ấy tuy không có hình thể, ta không thể nhìn thấy, nhưng nó luôn bên cạnh chúng ta mọi lúc, mọi nơi để nhắc nhở cho chúng ta những điều hay, lẽ phải. Vậy, bài thơ đã cho em biết cái tên nhắc bạn nhỏ điều gì? Cô có 3 phương án cho các em lựa chọn. A. Cái tên nhắc bạn nhỏ làm người tốt. B. Cái tên nhắc bạn nhỏ hãy chăm chỉ. Và C. Cái tên nhắc bạn nhỏ mình có tên đẹp. Em hãy đọc thầm khổ 4 và trả lời câu hỏi vừa rồi nhé. Thông qua khổ thơ trên, chúng ta biết được cái tên nhắc bạn nhỏ làm người tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà cha mẹ dành cho. Vậy, đáp án đúng là câu A. Cái tên nhắc bạn nhỏ làm người tốt. Vậy, em hãy cho cô biết, theo em cần giới thiệu tên của mình với ai và khi nào vậy? Cô nghĩ rằng nhiều bạn đã có câu trả lời đúng rồi. Em cần giới thiệu tên mình khi lần đầu tiên vào lớp mới, giới thiệu với thầy cô, bạn bè, hay lần đầu gặp gỡ người mới quen, hoặc khi em bắt đầu một bài nói, kể một câu chuyện, trình bày một kết quả hoạt động nhóm trước lớp. Theo em, khi giới thiệu tên, em cần giới thiệu bằng giọng như thế nào? Đúng rồi. Khi giới thiệu tên, em nên nói bằng giọng tự tin, rõ ràng để thể hiện sự tự hào, yêu quý đối với cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình nhé. Các em ạ, sau khi tìm hiểu bài, các em thấy tên ai cũng hay. Mỗi cái tên thể hiện bao điều đẹp đẽ mà mẹ cha ước cho em từ khi em còn trong bụng mẹ. Cái tên của mỗi người đều được ví như viên ngọc và suốt đời đi cùng em để nhắc nhở em làm người tốt. Do đó, các em hãy yêu quý tên của mình vì mỗi cái tên đều có ý nghĩa gửi gắm những điều đẹp đẽ mà mẹ cha mong ước cho em. Các em à, quay trở lại câu chuyện của gia đình cô. Từ khi hiểu được cái tên Nam gửi gắm ước mong của cha mẹ rằng em ấy sẽ là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, bởi vì cha cô tên là Việt, ghép với tên em, trở thành Việt Nam là tên đất nước mình, thể hiện được sự gắn bó cha con và tình cảm yêu nước của gia đình cô. Em cô cảm thấy tự hào lắm. Em ấy nhận ra, nhờ cái tên của mình mà mọi người luôn có ấn tượng tốt với em. Em Nam thấy mình được nổi bật hơn. Em còn biết, những người con gái có tên Nam thường rất giỏi và mạnh mẽ. Chính vì thế, em Nam luôn cố gắng học hành, chăm chỉ và ngoan ngoãn để giữ được ấn tượng tốt trong lòng mọi người nữa đó các em. Thế còn em, sau khi hiểu được tên mình mang những điều thật đẹp đẽ, em nghĩ mình cần làm những gì để xứng đáng với những mong ước mà mẹ cha gửi gắm vào tên em? Mỗi bạn sẽ có những việc làm cụ thể riêng. Có bạn chọn học thật giỏi, kể cả học trực tuyến hay trực tiếp. Có bạn chọn giúp đỡ cha mẹ công việc nhà. Có bạn thì lại thấy mình cần tự hào và yêu quý tên mà cha mẹ đặt cho mình. Tất cả các ý kiến trên đều đúng và thật đáng khen các em ạ. Bây giờ, cô cho chúng ta cùng luyện đọc lại để đọc bài thơ này thật hay nhé. Cô nhắc các em, khi đọc sách, các em lưu ý, cầm sách bằng hai tay, gáy sách đặt trên cánh tay trái, tay phải của các em đặt ở mép dưới bên phải để thuận tiện cho việc lật sách. Ngoài ra, khi đọc, các em còn cần chú ý đến tư thế, luôn giữ thẳng lưng và chú ý khoảng cách giữa mắt với sách nhé. Các em ơi, nãy giờ chúng ta cũng đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ khi đặt tên cho con
qua bài thơ này. Vì thế, khi đọc lại bài thơ, em hãy chú ý đọc với giọng thong thả, vui tươi, trong sáng. Bây giờ, cô sẽ đọc lại khổ 2 và khổ 3. Các em cùng lắng nghe nhé. Em còn trong bụng mẹ, cha đã lo đặt tên. Bao nhiêu điều đẹp đẽ mẹ cha ước cho em. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp. Như viên ngọc vô hình, tên không rơi, không mất. Bây giờ, bạn nào đã tự tin có thể đọc lại khổ 2 và 3 thật hay rồi? Em hãy đọc cho người thân của mình nghe nào. Em còn trong bụng mẹ, cha đã lo đặt tên. Bao nhiêu điều đẹp đẽ mẹ cha ước cho em. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp. Như viên ngọc vô hình, tên không rơi, không mất. Sau khi chinh phục được khổ 2 và 3, các em hãy rèn đọc các khổ thơ còn lại và toàn bài thơ nhé. Các em ơi, cô trò chúng ta vừa đọc bài thơ rất tốt rồi. Bây giờ chúng ta cùng tham gia trò chơi Ai nhớ nhanh. Các em hãy cùng nhìn lại khổ thơ thứ 2 và thứ 3 một lần nữa. Thử thách đầu tiên, các em hãy đọc cùng cô nào. Em còn trong bụng mẹ, cha đã lo đặt tên. Bao nhiêu điều đẹp đẽ mẹ cha ước cho em. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp. Như viên ngọc vô hình, tên không rơi, không mất. Bây giờ, độ khó sẽ tăng thêm chút nữa. Cô sẽ xóa đi một vài từ ngữ và em hãy thử tự đọc lại nhé. Các em ơi, em hãy chọn hai khổ thơ mà mình thích nhất. Đọc lại như cách cô vừa hướng dẫn, thử xem mình đã thuộc chưa nhé. Nếu thuộc, em hãy đọc to cho cả nhà cùng nghe nào. Nhớ ngắt nhịp và nhấn giọng cho phù hợp. Cô tin chắc rằng nếu nghe được giọng đọc tình cảm của các em đọc bài thơ này, cha mẹ sẽ rất vui và tự hào về các em đấy. Bài học ngày hôm nay đã cho ta biết mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, qua đó gửi gắm những mong ước của cha mẹ đến các em. Vậy, các em hãy thể hiện cảm xúc của mình về cái tên thông qua hoạt động này nhé. Em hãy viết tên của em vào bìa cứng hoặc giấy rời, sau đó trang trí bảng tên. Các em có thể tham khảo như hình ảnh sau nhé. Các em hãy nhớ viết và trang trí bảng tên của em, đồng thời chuẩn bị bài viết chữ xe hoa đặt tên cho bức tranh, chuẩn bị sách tiếng Việt, vở tập viết, bảng con và phấn hoặc bút lông tùy theo loại bảng, vở, bút, bút chì và thước. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt, xứng đáng với cái tên mà cha mẹ đã đặt cho em. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với cái tên mà cha mẹ đã đặt cho em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau nhé. Chào tạm biệt các em.